nó màu lên anh em ơi, nó màu lên cái trùm keo nữa là xong luôn. Tha keo trùm lên anh em ơi, cho nữa là xong xuôi. Xin chào tất cả anh em nha, rất vui là anh em trên kênh YouTube của mình. Đầu video vô chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ, thành công công việc. Hôm nay mình quay một clip chia sẻ anh em nha, sơn lại cái má của chỗ là nó chạy bị trầy bị xước quá rồi, quay chia sẻ anh em xem ha. Đây sơn quay tặng xem đa hôm nay quay chiếc clip xe 7 chỗ này chia sẻ anh em xem. Em có lúc qua thấy đẹp có ý nghĩa, em nhớ cho mình là một like em được chia sẻ, đăng ký kênh anh em, là đăng ký kênh, bấm ký kênh ủng hộ mình, có động lực làm clip tiếp theo anh em xem, chia sẻ anh em xem, em nào mà có đam mê gì dọn xe hay học nghề hay chuẩn bị học nghề thì nhớ tham khảo thêm ha. Giờ mình cứ mài xuống, mài như đó cày lên mài xuống đó, mình xuống cái bọc rồi, bọc rồi rồi và mình nhớ theo dõi hết video mình nha. Mình thấy có ý nghĩa thì nhớ like, chia sẻ ủng hộ mình, cảm ơn anh em nhiều. Like đăng ký kênh rồi hoàn toàn miễn phí anh em ơi, mình cứ like ký kênh ủng hộ mình, cảm ơn anh em nhiều. Rồi ngồi đi mài anh em ơi, mài lên rồi cái bột lên, đi mài lên anh em ơi, mài xong cái bột. Kẽ lên anh em ơi, anh em cứ mài cho liền một lần cái bình bột ba bột và cái bình kẽ lên cái gì mà tôi làm đầy trước cho mất thịt đấy.
cái nữa trên mỏ. Cái giống khô rồi cái mình chà lên cái lót màu lên, cái kiểm tra lại lần nữa cái lên màu luôn anh em ơi. Giờ chà liền hết là giờ thép bột xong hết, giờ chà lên anh em ơi. Chà xong cái băng là cái băng keo là cái thảo màu lên nha. Cái thời gian mà chắc bột nó khô để nó khô để chà xả cho nó liền lạc hoàn toàn, cái mình băng keo cái nào mình thiết băng keo dán báo là cái màu lên, lót màu xong rồi kiểm tra lên cái nữa, chứ cái nào nó chưa liền mà cắt lại cái nữa cái này. Nó thẹo những lần gặt nó chưa có liền. Cái này chúng ta biết đâu bác lại áp dụng 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 áp làm giết mà gặp chúng xe mày ăn đủ ăn. Xong xuôi thế là trà xong băng ra hết giờ thử gót lên nè bạn, gót lên nước thì không biết bỏ bồng là cái chúng ta là cái nào nó còn hẹo còn cày chết lại cái nữa, cái thứ nữa chúng ta xong cái nào lên màu cầm keo hay lụm lúa đó, gót lên nước bồng thì nó dễ lòi những cái lòng gạch dấu thẹo nào nó còn sót lại đó dễ dễ thấy được.
đây. Để tiếp tục ở nước thứ hai nè, mình cứ kéo vào cái điện để mình kéo vào mỏ được. Cho mà chạy chạy dưới suốt này mình còn chưa ra có liền nè, mình kéo một chỗ lên cái nữa nó giới thiệu này, cái giờ giờ hỏi nữa cái chỉnh màu lại lên màu luôn nè đây. Lít qua bọc đi, mình thổi lên nước nữa cái rồi mình kiểm tra màu lên cái giống màu và cái lên màu thành keo luôn. Pha màu lại lần nữa rồi lên màu luôn anh em ơi. Giờ có màu lên anh em ơi, có màu lên cái tùm keo nữa là xong luôn. Tha keo tùm lên anh em ơi, cho nữa là xong xuôi. Xong xuôi hết thì bây giờ keo lên anh em ơi, keo nữa là xong rồi.
hoàn thành một chiếc xe. Cái tốt video nha. Anh em có lướt qua thấy video mình có ý nghĩa, anh em nhớ cho mình xin lời một like nè, lượt chia sẻ, anh em là đăng ký kênh, bấm ký kênh ủng hộ mình nha. Có động lực mình làm clip tiếp theo nha anh em xem. Anh em tiếp sau nha.